Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Sự thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lấp đầy sớm nhất và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lớp bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. Sự thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lấp đầy sớm nhất ha. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. ở đây mình thấy các bạn tụng một là những người rất là đam mê kiếm tiền ha và là những người có một cái sự gọi là ngay thẳng chính trực và có sự yêu thương quan tâm người khác các bạn là những người sống rất là chân thành ừ. ở đây thì mình thấy các bạn cũng là một người có một cái sự gọi là hào sản ha ừ. và có cái sự sáng tạo có ốc nghệ thuật có sự gọi là nhảy bén trong thương trường ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đang trong giai đoạn của sự đổi mới ha của một cái hành trình của sự tỉnh thức À, các bạn có được cái nhìn nhận à, về bản thân trong quá khứ và các bạn rất là muốn tự tay mình gây dựng nên tất cả ha để có được một cái tương lai nó vững chắc nó kiên cố về nền tài chính hơn ha, để bạn có thể lo cho bản thân của mình cũng như lo cho người thân của bạn chẳng hạn và ở đây mình thấy dường như các bạn đang trải qua giai đoạn của một cái sự mất mát một cái điều gì đó ừ. À, có thể là bạn đã từng tổn thương qua trong quá khứ có thể là bạn đã từng mất việc hoặc là bạn đã từng à, có một sự mất đi tình cảm chẳng hạn vân vân ừ. và chính những cái sự mất mát này nó làm cho bạn có một cái nhìn rõ hơn về cuộc sống ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là các bạn không có muốn sống trong cái hoàn cảnh cũ nữa ha hoặc là các bạn kiểu như là rất là muốn có được cái sự tự do ừ và có được tất cả những gì mà mình có thể để có thể đáp ứng cuộc sống của bạn chẳng hạn và ở đây thì mình thấy có thể là các bạn được khuyến khích hãy tập trung sống ở hiện tại những gì đã mất thì bạn có thể là rút kinh nghiệm cho bản thân của mình đồng thời cái việc và nhìn về quá khứ quá nhiều có thể ảnh hưởng đến tương lai ha bạn vẫn còn có những điều mà bạn có thể cố gắng tận dụng ha vẫn còn một cái tương lai phía trước và mình thấy có thể là À, tương lai của bạn nó sẽ khá là rực rỡ và tràn đầy cái sự thành công nếu như bạn không có còn gọi là bị thụ động hoặc là um, chần chừ ha mình thấy các bạn là những người có rất là nhiều cái um, phẩm chất tốt đẹp ha là những người có một cái sự gọi là uh, khôn ngoan và biết điều chỉnh cảm xúc à, là một người cũng có cái tầm nhìn xa rộng ha. và có thể là bạn cũng rất là uh, uyển chuyển là một người có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh và môi trường sống ở đây. Rồi trong cuộc sống của bạn mình thấy dường như ha với một cái sự đổi mới này thì có thể bạn sẽ được ơn trên so sánh và hỗ trợ cho bạn rất là nhiều khi mà bạn đã có một cái sự đổi mới bản thân thay đổi tư duy và không còn gọi là để cho mình ở một cái trạng thái bị động như vậy nữa. À, mình thấy có thể có hai đối tượng trong cuộc sống của bạn đây là những người họ sẽ giúp đỡ hỗ trợ hoặc là sẽ nâng đỡ tinh thần hoặc là truyền cảm hứng hoặc là có sự gọi là hướng dẫn đường đi cho bạn người thứ nhất đây là một người mang năng lượng nữ ha đây là một người có một cái sự gọi là tinh tế yêu thương gia đình ha và biết gọi là độc lập tự mình làm nên cơ đồ hay là một người có cái sự nắm vững tài chính trong tay người thứ hai thì đây là một người mang năng lượng nam một người có sự ấm áp yêu thương quan tâm và có sự tinh tế nhẹ nhàng và lịch sự luôn muốn hỗ trợ giúp đỡ người khác một cách gọi là ân cần ừ. đây là một người mang nguồn năng lượng của sự chữa lành ha à, cân bằng và có sự gọi là um, biết suy xét mọi thứ ừ. rồi để mình xem cây um, sự thiếu thốn của nào của bạn sẽ được vũ trụ uh, lắp đầy sớm nhất ở đây khi mà bạn đã thực sự tự tin vào chính mình ha, bạn vươn lên và bạn có một cái sự muốn đổi mới bản thân của bạn, bạn không muốn sống trong hoàn cảnh cũ ha, những cái hoàn cảnh mà có sự thiếu thốn hoặc là tiêu cực hoặc là những cái gì không phù hợp với bạn thì bạn có quyền có sức mạnh để các bạn có thể có sự rời đi và tạo dựng cho mình một cái tương lai mới, một con đường mới một hướng đi mới. ăn thua là bạn có sự quyết tâm hay không ha? Một số bạn dạo gần đây các bạn hay thấy nhiều con số lặp lắm ha 555 nè Hoặc là 222 ừ. Và 444 hoặc là 666 ha ừ. Thì đối với những bạn chưa biết Các bạn có thể lên google sợi con số thiên thần Để các bạn có thể biết thêm chi tiết Mà các thiên thần muốn hướng dẫn cho bạn là gì ha ở đây mình thấy là sắp tới các bạn sẽ có những tin tức tuyệt vời ha một cái lượng lớn tài nguyên bất ngờ sẽ giúp cho bạn theo đuổi ước mơ của mình đó à, và vũ trụ sẽ mang đến cho bạn cái sự dồi dào dò về tài chính ha có thể là tiền bạc hoặc là những cái lời khuyên khôn ngoan hoặc là có sự giúp đỡ về mặt vật chất cho dự án của bạn hoặc là người nào đó giới thiệu bạn với những người có ảnh hưởng lớn ha hoặc là bạn có được cái cơ hội công việc ở đây uhm và bạn được khuyến khích hãy sử dụng tiền tài của mình một cách khôn ngoan hoặc là sử dụng những gì mà bạn được mang đến một cách gọi là khôn khéo ha biết suy nghĩ biết lập kế hoạch về cách mà bạn có thể sử dụng chúng một cách tốt nhất ha và một cách thành công nhất và nếu như các bạn có những cái suy nghĩ hướng tới các mục tiêu dài hạn thì bây giờ là cái thời điểm tốt cho bạn đầu tư rồi và ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ được mở rộng cái kiến thức tiềm năng tuyệt vời và bạn có khả năng gọi là biến những kiến thức của mình uh, thành những cái sự phong phú mang đến cho bạn cái sự dồi dào ở đây ha một số bạn có thể là các bạn có sự đầu tư vào bất động sản hoặc là bạn có một cái sự kết hợp liên danh rất là thành công uh, và một cái sự thay đổi hạnh phúc trong cái sự nghiệp của bạn đó và cái thời điểm của bạn đã đến rồi ha đây là thời gian để bạn hành động đó À, các bạn sẽ có những cái cơ hội tuyệt vời cho phép bạn đạt được những gì bạn khát khao đó à, những cái hy vọng non trẻ của bạn giờ nó sắp sửa cất cánh rồi à, và tất cả những gì mà bạn cần là lòng dũng cảm để bạn nhìn thấu mọi chuyện à, hãy có một cái sự vững mạnh không sợ hãi và sau đó vui vẻ theo đuổi những giấc mơ quý giá nhất của bạn và nếu như bạn gọi là à, có những cái sự quá chi tiết nhỏ nhặt ha, trong mọi việc thì đừng để những cái điều đó nó giữ bạn lại và tất cả các bước nó sự từ bột lộ khi mà bạn tiến về phía trước ừ. và những kế hoạch mới của bạn nó sẽ có một cái sự đơn hoa kết trái dồi dào ở đây à, khởi đầu mới với những cái sự gọi là tốt đẹp hơn trong cái công ăn việc làm nghề nghiệp của bạn đó ừ. và vũ trụ muốn bạn hãy xem lại các kế hoạch hiện tại của bạn để xem có cần thay đổi hay không à cái thời gian trôi qua lý do khiến bạn thất vọng trở nên rõ ràng mang đến cho bạn những cơ hội thậm chí còn tốt hơn những gì mà bạn đã tưởng tượng trước đây nữa đó ừ. hãy cầu xin vũ trụ các thiên thần ha và các đấng bảo hộ thiên liên à, chỉ cho bạn ai là người liêm chính hoặc ai là người không chính trực trong cuộc sống của bạn ừ. à, bởi vì à, trong giai đoạn này các bạn cũng được khuyến khích hãy có sự tỉnh táo ha có những người họ có sự che giấu ý định thực sự của họ ừ. nhưng mà bạn hãy biết lắng nghe trực giác của mình và bạn sẽ nhận thấy những cái dấu hiệu hoặc là thông điệp cho bạn thấy được cái sự thật, thấy được cái tâm tính của người đó hoặc thấy rõ được cái mưu toan của người đó ha. Và khi mà bạn phát hiện được những cái điều này, bạn có thể là sẽ có sự tránh xa để bản thân của mình không rơi vào cái tình huống đau đớn hoặc là tình huống khó xử ha. cho nên là có một cái dấu hiệu cho thấy là các bạn có tiền nhưng mà càng cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư ha chọn đối tác đầu tư hoặc là chọn mặt gửi vàng để tránh gặp phải sai người hoặc là những người có ý định gọi là muốn lừa đảo hay gì đó bạn đây ha và hãy luôn giữ cho mình một cái tính tình của sự trung thực và ngay thẳng ha công chính Ừ. Có thể một cái kế hoạch gì đó trong quá khứ của bạn nó không diễn ra Nó không có đạt được cái điều bạn mong muốn Thì bây giờ một cái cơ hội mới lại đến với bạn ừ. Và hãy chia sẻ cái thành công mà bạn may mắn có được ha Đó là điều vô cùng quan trọng đó Khi mà bạn giúp đỡ những người gặp khó khăn Thì thiên đường sẽ trả lại cho bạn à. Và việc cho đi không nhất thiết là phải ở dạng tiền bạc ha Có rất là nhiều người họ đang cần cái thời gian của bạn Với tư cách là một uh, tình nguyện viên ừ và có lẽ bạn có lời khuyên tuyệt vời để cung cấp hoặc là có thể cung cấp cái hướng dẫn hoặc là kinh nghiệm cho những cái người gọi là đang học việc ha những người mới chập chững bước vào đời hãy khôn ngoan trong việc cho đi của bạn điều quan trọng cần biết là tổ chức à, mà bạn đang hỗ trợ họ có uy tín và làm việc trung thực tốt đẹp và ở đây thì các bạn được khuyến khích hãy có một sự nghiên cứu nâng cấp kiến thức của mình hoặc là cầu xin vũ trụ các thiên thần và các đấng bảo hộ thiên liêng À, đưa ra những cái thông điệp rõ ràng về những cái hiệp hội ha, ở những cái tổ chức mà bạn có thể tin tưởng được. Ừ. Và ở đây thì mình thấy các bạn có một cái sự chia sẻ cái sự giàu có của mình với những người xung quanh. À, và lòng tốt của bạn rất là đáng được ngưỡng mộ ha. Và thiên đàng có một cái sự gọi là ngợi khen và cung cấp cho bạn nhiều hơn nữa để bạn có thể giúp đỡ cho mọi người. Ừ hãy có một cái sự cân bằng giữa sự cho đi và nhận lại ừ. một số bạn ở đây thì có thể là sắp tới các bạn có được cái khoản tiền là ai đó mang đến cho bạn chẳng hạn hoặc là bạn được rót vốn đầu tư um, hoặc là kinh doanh liên doanh gì đó nhưng mà hãy sử dụng tiền một cách khôn ngoan khéo léo ha một vài bạn có thể là có được cái uh, sự chia sẻ của cải hoặc là nhận được tiền thừa kế vân vân và ở đây thì các bạn được gia tăng cái trực giác và cái trực giác của bạn có một cái sự đảm bảo với bạn rằng những cái món quà tinh thần của bạn á là có thật và những cái hiểu biết trực giác của bạn là chính xác ha và ở đây vũ trụ muốn nói với bạn rằng không có gì gọi là bí mật nữa như vậy ngài sẽ cho bạn thấy tất cả những sự khôn ngoan và giúp cho bạn có khả năng tích lũy và có sự gọi là phát triển nó cũng như là lan tỏa nó để bạn có được những cái hiểu biết sâu sắc về bản thân và sẽ có những cái tiết lộ quan trọng nhất đến từ bên trong từ cái trực giác của bạn uhm, hãy dành thời gian để thiền hoặc là đi bộ ha hoặc là si uh, có một cái sự suy niệm trong tự nhiên hoặc là uh, có được cái sự gọi là không gian tĩnh lặng cho chính mình ha và hãy tự hỏi bản thân của bạn là bạn thực sự muốn gì uhm, bạn muốn đi theo con đường của mình hay là bạn chỉ muốn gọi là uh, cố gắng làm cho người khác vui vẻ là lắng nghe cái sự áp đặt của họ ừ. Và cái hạnh phúc nó sẽ đến từ cái việc mà bạn lựa chọn những cái việc mà bạn muốn thực hiện ha Vì cái lợi ích cao nhất lớn nhất của bạn Từ cái niềm đam mê của bạn Và cơ thể của bạn là một cái công cụ trực quan mạnh mẽ có thể dẫn bạn đi đúng hướng đó ừ. Hãy chú ý đến những cái phản ứng cảm xúc của bạn ha Đối với các lựa chọn khác nhau được cung cấp cho bạn Và coi nó như là một cái chiếc la bàn để hướng dẫn bạn trên đường đi và hiện tại hiện tại thì cái khả năng tâm linh của bạn nó đang rất là mạnh ha, bạn có thể tin vào những gì mà trực giác mách bảo về tình huống và con người ở đây. mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái giấc mơ ha, những cái giấc mơ báo trước vấn đề gì đó ha để bạn có thể gọi là có một cái sự đề phòng hoặc cảnh giác hoặc là à, có một cái sự gọi là rõ ràng trong cái um, đường đi của bạn và hãy lập kế hoạch trước khi bạn hành động ha hãy thu thập thông tin ha rồi hãy có những cái quyết định rõ ràng và đây là cái thời điểm mà bạn sẽ có một cái sự gọi là rời khỏi những cái tình huống cũ ha những cái điều không còn phục vụ bạn ha hoặc là kìm hãm bạn đó đôi khi những cái sự kết thúc là nó hơi buồn bã Ha, nhưng nó lại là một cái sự giải thoát và cái việc thay đổi có thể gây cho mình những cái sự căng thẳng và đáng sợ nhưng hãy tin rằng đây là một cái sự thay đổi lành mạnh và cần thiết cho bạn đó ừ. và bạn cũng biết được cái điều đó ha, một số bạn như vậy hãy có một cái sự gọi là buông tay và bắt đầu cái cuộc hành trình hướng tới một ngày mai hạnh phúc hơn ừ, đặt mục tiêu mới cho bản thân của bạn à, và hãy có sự gọi là khởi đầu mới tập trung vào tương lai không phải là quá khứ ừ. và giai đoạn gọi là lạnh lẽo của bạn nó sẽ chuyển đến cái mùa xuân ấm áp ở đây ở đây nó rất là liên kết với những gì mình nói ha và vũ trụ đang có sự quan sát bạn theo dõi bạn để xem bạn có cái niềm tin hay không rồi bạn có một cái sự quyết đoán bứt phá uh, giải phóng mình ra khỏi cái dòng dây cũ hay không ha rồi khi mà bạn đã thực hiện những cái bước cần thiết ha ở bản thân của bạn rồi thì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn cái món quà phước lành ha một cách rất là nhanh chóng ở đây ừ. sẽ có những tin tức vui liên quan đến nghề nghiệp như mình nói hoặc liên quan đến tài chính đến với bạn À, và ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái sự gọi là à, gặp gỡ à, những cái người tốt bụng ha như mình đã nêu trước đó ha. hoặc là có thể các bạn sẽ có được cái sự cân bằng các bạn sẽ có sự gọi là xác định được cái mục tiêu của bạn là gì và mình thấy các bạn sẽ có một cái sự phấn đấu các bạn quyết liệt các bạn kiên cường các bạn vững mạnh các bạn tiến tới cái hướng đi rõ ràng của bạn ừ. à, và giải phóng bản thân ra khỏi những cái sự mất mát ừ có thể là các bạn sẽ có một cái sự nguyên tắc hơn trong cái cuộc sống của mình, các bạn lên kế hoạch, các bạn có sự chuẩn bị chỉnh chu và bây giờ là thời điểm mà bạn sẽ nắm bắt cái vận mệnh của bạn và cuộc sống của bạn. Và trong cái giai đoạn mình này mình thấy có thể là bạn cũng sẽ có một cái sự nhìn về ha, gia đình, yêu thương ông bà cha mẹ, các bạn có sự muốn báo hiếu thì mình thấy có thể là bạn sẽ nhờ vào những cái động lực đó ha. Mà mình thấy các bạn sẽ có sự gọi là bứt phá và thay đổi ha, thay đổi bản thân của mình. Và mình thấy bạn sẽ trở thành một cái vị vua cho chính cái vương quốc của bạn, à, bạn kiến tạo mọi thứ ha, bằng cái sức lực tài năng của bạn và mình thấy bạn sẽ nắm những cái cơ hội này ừ. và có được uh, những cái sự gọi là uh, nở hoa liên quan đến tài chính và những cái cơ hội may mắn đến với bạn ở đây ừ và giai đoạn này thì mình thấy có thể là các bạn cần phải học hỏi thông tin kiến thức nhiều hơn nhưng mà cũng còn phải có một cái sự biết phân biệt ha, đâu là thực sự phù hợp với bạn, đâu không phù hợp, hoặc là biết phân biệt nhìn nhận những người nào thực sự gọi là đúng đắn với bạn hoặc là không đúng đắn ở đây để uh, bản thân của mình tránh gặp phải những cái đối tượng sai, những người mang nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến cái phước lành may mắn của bạn. Uhm. Và mình thấy các bạn có một cái sự chiến thắng ở đây ha, chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng cái uh, vấn đề nghiệt ngã của bạn. Và mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự dịch chuyển, sự thay đổi ha, và đạt được cái thành tựu. Hoặc là một vài bạn có thể sắp tới các bạn sẽ thực hiện được cái chuyến đi nào đó nếu như bạn đang mong mỏi. Ừ. Và mình thấy có thể là bạn sẽ gọi là trở nên kiên cường giống như là một uh, chiến binh ha, chứ bạn không có còn gọi là uh, buồn bã như thế này nữa ừ và tất cả đã có sẵn với bạn rồi ha thời của bạn đã đến rồi đó ừ. à, người ta thường nói là một mũi tên bắn trúng hai con nhạn cái này mình thấy bạn cầm một cây gậy nhưng mà nó là có sự phát triển ở hai cái hướng nó phát triển ở đây ha thì có thể là có sự đâm đâm trò nảy lọc nữa nè ừ. thì cái cơ hội tới này nó sẽ giúp cho bạn gọi là mở mang ra rất là nhiều cái sự uh, dồi dào sự tăng trưởng ha đặc biệt là vấn đề tài chính đó ừ và nâng cấp cái sự sáng tạo của bạn và mình thấy các bạn sẽ không còn chần chừ không còn dai dự không còn cái giai đoạn gọi là à, mù đường ha, mất phương hướng hoặc là hoang mang về tương lai phía trước à, mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn à, và mình thấy thông điệp của vũ trụ sẽ đưa đến cho bạn rất là nhiều trong giai đoạn này cho nên là bạn cũng cần thiết được khuyên là hãy có một cái sự giữ cho mình cái sự bình yên nhẹ nhàng cân bằng tỉnh táo ha để bạn có thể lắng nghe được những cái hướng dẫn mà ơn chơi mang đến cho bạn ở đây và vũ trụ rất là yêu thương bạn ha và rất là quan tâm đến bạn đồng thời ha à, giai đoạn này có thể là các bạn cũng uh, nên cân nhắc uh, trước khi mình uh, gọi là tranh cãi hay mâu thuẫn với ai đó bởi vì cái việc của bạn là bây giờ là tập trung tập trung vào cái hướng đi của bạn chứ không phải tập trung vào những người chống đối bạn ha, khi mà mình gọi là dồn hết sức lực của mình cho những người tiêu cực đó, sẽ mất rất là nhiều năng lượng và nó khiến cho bạn mất thời gian khiến bạn mệt mỏi rồi mình không có sức sống để mình có thể thực hiện tốt cái uh, uh, hướng đi của mình rồi cuối cùng mình không có được cái sự gọi là thành công mau chóng ừ. à, việc của bạn là phải có một cái sự gọi là uh, Coi những cái người mà trong đó bạn giống như là Những cái ngọn cỏ gian đường vậy đó ha Việc của bạn cứ gọi là ha, Phi phi nước đại ha Phi ngựa tiến thẳng đến mục tiêu của mình thôi ha, Để giành thắng trận Chỉ như vậy thôi ừ, Một cái sự chiến thắng nữa nè Các bạn có rất là nhiều lá chiến thắng ở đây ha Và sự chiến thắng của bạn là Được ơn trên Thôi sáng cũng như dẫn dắt uh, Để bạn có đạt được cái ước mơ của nguyện vọng của bạn Có rất là nhiều thông điệp được ơn trên Đem đến cho bạn nè Ừ Bạn không hề cô đơn, bạn không hề cô độc. Ừ. Và các thiên thần có sự ôm lấy bạn, trấn an bạn ha. À. Bạn có sự gọi là có mối liên hệ mật thiết với um, vũ trụ thiên thần có đấng bảo hộ thiên linh. Ừ. Và ở đây thì các thiên thần đang muốn nói với bạn là À, bạn đã chín mùi với những khả năng mới và bạn có thể là cần phải có một cái sự gọi là um, năng nổ dấn thân vào cái uh, lãnh thổ mới này um. những cái thay đổi mới và thú vị trong cuộc sống của bạn là điều không thể tránh khỏi đâu cho nên là bạn không có còn con đường để quay lại ha. thay vì bạn có một sự gọi là uh, để bản thân của mình sống trong cái uh, giai đoạn cũ của sự uh, mệt mỏi căng thẳng ha hoặc là um, cảm thấy không có bước tiến thì bạn có một cái sự quyết định chuyển đi ha đó là lý do tại sao mà các thiên thần ở bên bạn lúc này để cho bạn thêm cái can đảm và an ủi bạn khi bạn cần tuy nhiên bạn không cần phải giỏi à, và đây là thời điểm ươm mầm nơi mà thiên nhiên có thể cho phép mọi thứ phát triển theo nhịp điều bẩm sinh của nó và hãy yên tâm rằng cái sự thay đổi cuộc sống của bạn sẽ nở rộ vào đúng thời điểm à, trong khi chờ đợi hãy biết rằng vũ trụ và các thiên thần đang dõi theo bạn ha bạn được an toàn và rất là được yêu thương và các ngài đang có sự chúc mừng cho cái sự ra đời của cái giai đoạn mới này của cuộc đời bạn. Ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. mình xin chào các bạn. hai xin chào các bạn tụ hai. bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi à, sự thiếu thốn gì của bạn sẽ được vũ trụ lắp đầy sớm nhất ha. Và đây những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 ừ, Mình thấy các bạn tụ hai là những người có thể các bạn đang trải qua giai đoạn của một cái sự khá là thiếu thốn một vấn đề tài chính ha Hoặc là có thể một số bạn các bạn đang trong giai đoạn um, có một cái sự không có được khỏe Ừm các bạn đang khá là cô đơn, trơ trọi hoặc là bạn đang có một sự cố gắng uh, chịu đựng mọi thứ một mình. À, và mình thấy có thể là bạn cũng rất là muốn có một cái sự chuyển đổi ha, có thể có muốn có một sự gọi là rời đi khỏi những cái tình huống mệt mỏi căng thẳng. Hoặc là bạn muốn gọi là uh, đi du lịch hoặc là một vài bạn có thể trong thời gian tới các bạn rất là muốn gọi là chuyển nhà hoặc là xuất ngoại định cư gì đó ở đây vân vân các bạn là những người thích ở một mình, bạn không có thích um, có một sự uh, ồn ào ha, trong cuộc sống của bạn, bạn thích sự bình yên, ha, sự um, nhẹ nhàng, êm ái và ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người đang trải qua giai đoạn của sự tiếc nuối một cái điều gì đó hoặc là có thể đang cảm thấy rất là buồn bã, căng thẳng, khó ngủ ha, uh, có những cái um, sự trăn trở ở đây. Và ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn cũng đã có được những cái thắng lợi gì đó trong công việc của bạn rồi Hoặc là cuộc sống của bạn cũng có một cái sự gọi là đạt được một vài cái thành tựu rồi ha Và mình thấy ở đây thì có thể các bạn là những người rất là tin tưởng vào vũ trụ ha và ân trên Các bạn cũng là một người có một cái sự hướng thiện, là một người có sự gọi là trung thành Cũng như có khả năng gọi là hòa giải, giúp đỡ mọi người trở nên tốt hơn một vài bạn ở đây có thể các bạn làm trong những cái lĩnh vực liên quan đến giáo dục, liên quan đến tinh thần, liên quan đến uh, sự diễn thuyết ha, vân vân. Và mình thấy có thể là bạn cũng uh, um, nắm được cái chìa khóa để có thể mở ra những cơ hội của bạn hoặc là bạn nắm được cái chìa khóa mở ra được những cái tiềm năng phát triển bên trong lẫn bên ngoài của bạn. Uhm. Uh, mình thấy bạn... Uh, cũng là một người biết lắng nghe cũng là một người biết tiếp thu và học hỏi rất là nhiều một số bạn có thể là bạn cũng là một người có bằng cấp có học thức và mình thấy ở đây thì có thể là trong giai đoạn này các bạn đang rất là muốn có một cái sự gọi là hòa thuận với một ai đó hoặc là bạn muốn cái việc của bạn nó trở nên là cân bằng hơn bạn đang rất là cầu xin ơn trên để giúp cho mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó trở nên nhẹ nhàng hoặc là phát triển một vài bạn có thể là các bạn cũng được rất là nhiều người yêu ưa thích hoặc là um, bạn đang sắp tham gia một cái lớp học một cái cộng đồng nào đó ở đây vân vân thậm chí một vài bạn thì có thể là bạn cũng có một cái cộng đồng riêng ha à. mình thấy có thể là sắp tới các bạn sẽ có sự gọi là thu hút được những cái người cùng chung chí hướng những người cùng tần số đến để có thể nâng cấp tinh thần cho bạn hoặc là hỗ trợ gì đó cho bạn và ở đây mình thấy dường như các bạn cần phải học hỏi nhiều hơn mở mang kiến thức nhiều hơn hoặc là cân bằng hài hòa tinh thần của mình để không có quá nhiều cái sự gọi là stress căng thẳng áp lực cho bản thân rồi để mình xem coi à, vũ trụ à, những cái sự thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lấp đầy sớm nhất một số bạn các bạn là những người rất là hòa nhã đó ừ. và luôn muốn giúp đỡ mọi người ha à, bạn cũng rất là muốn đem đến những cái giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này ở đây có thể là một số bạn các bạn đang có một cái sự thiếu đi cái sự nhiệt huyết ha, sự tự tin hoặc là à, các bạn đang cảm thấy rất là mệt mỏi ha, các bạn có thể có một cái sự gọi là giảm nhiệt à, giống như kiểu giảm bớt một cái phần năng lượng sức à, sống của bạn đó ừ, thì ở đây vũ trụ mang đến cho bạn một cái sự gọi là mạnh mẽ hơn ha, các bạn có khả năng à, lãnh đạo truyền cảm hứng có nhiều sức lôi cuốn và trở nên táo bạo hơn ha, ừ. à, bạn sẽ là người đi đầu trong bất cứ kỳ cái lĩnh vực nào mà bạn chọn và đồng thời ở đây thì mình thấy mọi thứ bạn sẽ đóng vai chính và bạn được nâng cấp cái sự sáng tạo và có nhiều cái động lực sức sống hơn ở đây bạn có thể dẫn dắt mọi người làm những cái điều tuyệt vời đó và đồng thời ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có thể cho mọi người những cái lời khuyên khôn ngoan ha và bạn đã sẵn sàng hành động ha và bạn là một người có khả năng thể hiện được cái lòng dũng cảm của mình ừ. bạn có thể sẽ có những cái vận may tài chính bất ngờ đó hoặc là mọi người sẽ có sự ủng hộ cho cái sự nghiệp của bạn ha và mình thấy có thể là bạn sẽ ngày càng gọi là uh, tự tin hơn uh, vui vẻ hơn hài hòa hơn ừ. có khả năng gọi là nói chuyện trước công chúng và mình thấy các bạn có sự thăng tiến uh, nâng cấp bản thân rất là nhiều À, nếu như một số bạn các bạn đang trong giai đoạn của sự thất nghiệp á, thì có thể là bạn sẽ tìm được một cơ hội công việc mà bạn thể hiện hết những cái phẩm chất quý giá của mình ha phát triển cái tài năng của mình và vươn tới cái đỉnh cao ừ. và mình thấy trong cái thời điểm này thì có thể là bạn sẽ được một cái người mang năng lượng nam đây là một người giỏi giang ha đầy nhiệt huyết à, đầy sự soi nổi và có sự gọi là táo bạo cũng như là à, có sự thu hút ha và đồng thời họ có một cái quyền lực họ có một cái sự gọi là um, có trách nhiệm cũng như biết nhìn nhận, biết nhìn xa trong rộng ha và có thể đây là một người sẽ truyền cảm hứng cho bạn hoặc là một cái người họ sẽ cho bạn lời khuyên um, hoặc là một người cộng tác cộng sự gì đó của bạn trong thời gian tới. Có thể là bạn đang mắc kẹt trong một cái tình huống của mình ha um, và đừng để cái tôi của bạn thuyết phục bạn rằng bạn không có quyền lực ha, bạn có những gì bạn cần để bạn có thể thoát khỏi bất kỳ tình huống nào mà bạn không thích và với cái quyết tâm của mình ha hãy nói với bản thân của bạn rằng bạn sẽ có một cuộc sống như mong muốn và hãy tin vào chính mình à, và hãy đưa ra những cái lựa chọn để bạn có sự gọi là tích cực cải thiện vấn đề ừ. nếu như bạn cảm thấy khó tập trung hãy cầu xin cùng với vũ trụ và các thiên thần cũng như các đấng quan hội thiên liên gửi cho bạn những cái dấu hiệu để bạn có thể lập được những cái kế hoạch tốt ừ. và hãy chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn ngay bây giờ và ở đây thì những cái điều mắc kẹt những cái điều lo lắng của bạn đó chỉ là ảo tưởng thôi ha tự bạn suy diễn hoặc là bạn có những cái sự gọi là lo lắng thái quá nó khiến cho bạn cảm thấy bị uh, có một sự gọi là bị trăn trở hoang mang nghi ngại nhưng thực sự thì việc của bạn phải làm là bạn phải lấy lại sức mạnh cá nhân của mình và bạn có thể giải quyết giải phóng bản thân ra khỏi những cái tình huống oái âm ở đây ha hãy tin vào chính bản thân của bạn và bạn có thể học hỏi từ quá khứ của mình và tiến về phía trước ha ừ. hoặc là bạn có thể bị nó kìm hãm đó ừ. và điều này nó đúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống à, có thể nó liên quan đến mối quan hệ sự nghiệp hay là sức khỏe của bạn khi mà sự gắn bó với những cái quá khứ à, nó sẽ cản trở bạn khỏi những cái sự tiến bộ và niềm vui thì đã đến lúc bạn giải phóng cái quá khứ và mạnh dạn tiến lên theo một cái hướng mới thú vị hơn ừ. thường thì những cái thay đổi đến với cuộc sống của bạn là một cái điều gì đó nó giúp cho bạn có sự gọi là tiến thẳng đến cái niềm vui ha mặc dù có thể là trong cái quá trình di chuyển đó thì nó thể hiện những cái thách thức nhưng bạn hãy biết rằng tương lai của bạn là một cái tương lai tươi sáng và kỳ diệu đừng chờ đợi ha hãy thực hiện những cái bước đầu tiên hướng tới cái hạnh phúc ngay hôm nay Và bạn cũng là một người có khả năng kiến tạo mọi thứ, ha, có khả năng thay đổi mọi thứ. Và một cái kết thúc thì nó mở đường cho những cái cơ hội mới đến. ha Và mình thấy có thể là đã đến lúc các bạn có một cái sự gọi là học hỏi những cái điều mới. Ừ, và vũ trụ mang cho bạn một cái sự gọi là vui vẻ hơn, phấn chấn hơn, à, lạc quan hơn và nâng cấp cái sự trí tuệ khôn ngoan của bạn. Ừm. Việc của bạn trong giai đoạn này thì có thể là bạn đang trong giai đoạn của sự trưởng thành hơn ha. Những cái cuốn sách trước đây đã đóng lại với bạn giờ đây được mở ra. Và kiến thức của bạn có được sẽ cung cấp sự phong phú tích lũy cho bản thân của mình. Và bạn sẽ có những tin vui về tài chính trong thời gian tới hoặc bạn sẽ nắm bắt những cơ hội kiếm tiền ha. Và hãy làm việc theo cách của bạn để bạn có một cái sự gọi là phát triển ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự phát triển được cái sự nhiệt tình sáng tạo của bạn ha bạn có thêm nhiều cái ý tưởng uh, tốt đẹp hơn ở đây ừ. và mình thấy các bạn uh, có một cái sự hồ hởi ha um, và đồng thời yêu cuộc sống này và bạn luôn có sự gọi là vui tươi cảm nhận được cái sự tươi đẹp của cuộc sống khi bạn bắt đầu những cái điều mới bạn có sự háo hức um. và ở đây thì um, bạn được khuyến khích hãy làm một cái điều gì đó để mở rộng cái tầm nhìn của bạn và thực hiện một cách tiếp cận nhẹ nhàng ha hãy luôn giữ tập trung và khám phá những cái điều mới trong cái hành trình phía trước và đừng sợ hãi à. À, ngoài ra một số bạn có thể các bạn có sự thiếu thốn tình cảm thì mình thấy sẽ có một cái mối quan hệ rất là bổ ích và vui vẻ sắp đến ha À, đó có thể là một người mới bước vào cuộc sống của bạn hoặc nó có thể đại diện cho một cái giai đoạn mới của sự thân mật và tình cảm với cái người à, đối tượng hiện tại của bạn và để đạt được cái sự viên mãn trong cái đời sống tình cảm thì trước tiên bạn phải mở lòng đón nhận tình yêu và điều này bao gồm cái việc tin tưởng vào bản thân và sự xứng đáng của bạn để được yêu thương ha ừ, khi mà đối mặt với cái tình cảm dân trào thì hãy để tình yêu tự do tuôn trào từ chính trái tim của bạn Và bạn hãy biết rằng là bạn xứng đáng được uh, đáp lại tình yêu và ở đây mình thấy các bạn có một cái sự thức tỉnh của những cái khả năng tâm linh mới ha à, hoặc là um, các bạn có sự gọi là nâng cấp trực giác của mình để bạn có thể nhận được cái sự hướng dẫn vượt qua những cái tình huống hiện tại của bạn uhm, và mình thấy các bạn có sự kết nối với Chúa Giêsu rất là mạnh mẽ ở đây và ngài sẽ gọi là uh, mang đến cho bạn cái sự chữa lành ha, cân bằng cũng như là hướng dẫn cho bạn trên cái hành trình tâm linh này uhm. À, và ở đây thì có thể là bạn sẽ có khả năng chữa lành cũng như à, lan tỏ tình yêu thương ha à, và ánh sáng sắp tới các bạn sẽ đón nhận những cái thông điệp yêu thương hoặc là những tin nhắn yêu thương những cái sự gọi là hẹn hò ở đây ha ừ, hoặc là bạn sẽ dâng tràn một cái tình cảm à, đồng cảm với những người xung quanh ừ. các bạn có những cái mối quan hệ thuần khiết rất là gần gũi à, một vài bạn có khả năng các bạn sẽ tìm được một ngôi nhà mới đó ừ. những thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lắp đầy sớm nhất. một số bạn là mình thấy đa phần là tình yêu thôi ha, đa phần là tình yêu chỉ có khoảng um, số còn lại là liên quan đến công việc. Ha. ở đây thì mình thấy là tình yêu sẽ có sự dân tràn trở lại sau những cái giai đoạn của sự gọi là bức bói, ha, hoang mang, buồn phiền, trăn trở, không ngủ được, rồi căng thẳng, áp lực, rồi um, đau khổ hoặc là uh, giai đoạn này có thể là các bạn có một cái sự xây hàng rào với người yêu của mình hoặc là các bạn không có nói chuyện với người yêu của bạn hoặc thậm chí các bạn có sự gọi là xa cách về mặt địa lý nữa nói chung là các bạn có những cái sự ngăn trở hoặc là lạnh lùng với nhau ha ừ. thì mình thấy sẽ có một cái sự cân bằng các bạn sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn hoặc thậm chí một số bạn các bạn có một cái sự hòa thuận trở lại ừ một vài bạn các bạn đã có một sự rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó thì có thể sắp tới sẽ là một cái người mới bước vào cuộc sống của bạn ừ. và có thể là các bạn quen những người này thông qua một cái um, cộng đồng ha à. và ở đây có thể là các bạn có sự thấu hiểu nhau ha, trân trọng nhau và các bạn có những cảm xúc đặc biệt ấm áp và gắn kết với nhau ở đây ừ và cái tình yêu này thì mình thấy là có khả năng sẽ giúp cho các bạn có những cái sự sáng tỏ hoặc là giúp cho bạn có sự gọi là hài hòa ha các bạn có sự đồng tâm nhất trí hoặc có sự tâm đầu ý hợp trong cái mối quan hệ này và có thể mối quan hệ này các bạn có những cái bài học tinh thần tâm linh giúp cho các bạn ngày càng gọi là uh, trưởng thành hơn đứng đắn hơn và biết yêu đúng cách hơn À, ở đây mình thấy có thể là những bạn mang năng lượng nữ thì có thể là bạn sẽ gặp được một cái người mang năng lượng nam như những gì mình miêu tả đó ha một cái người gọi là giỏi giang nhiệt tình ha có quyền lực có tài năng có trí tuệ có sự khôn khéo ha cũng như có sự gọi là biết thấu hiểu tràn đầy cảm xúc cân bằng và có học thức à, và cái người mang năng lượng bạn nam thì sẽ gặp được cái người mang năng lượng nữ đây là một người à, trẻ trung có nhiều ý tưởng sáng tạo là một người cũng đam mê kiếm tiền ha và là một người có sự đam mê học hỏi nâng cấp và có sự nhiệt quyết năng nổ trong cuộc sống à, và có sự gọi là kiên nhẫn kiên trì và biết bảo vệ bản thân của mình trước những cái biến cố những cái khó khăn trong uh, cuộc sống này ừ. thì có thể là các bạn sẽ có một cái sự quen biết um, hợp tác hoặc là nói chuyện với nhau trong giai đoạn sắp tới thậm chí một vài bạn là đồng nghiệp của nhau hoặc là cộng tác cộng sự gì đó của nhau À, còn những bạn thì thất nghiệp á, thì có thể là bạn uh, trong quá trình tìm kiếm thì bạn nên gọi là uh, lựa chọn những công việc mà nó phù hợp với uh, cái năng lực hoặc là phù hợp với cái niềm đam mê thích thú của bạn thì bạn mới có khả năng làm việc một cách uh, uh, cam kết hơn và lâu dài hơn ừ. có thể là bạn là một người sáng tạo đầy sự đam mê đầy sự hiểu biết và có kiến thức có sự gọi là thông tuệ cũng như là bạn biết rất là nhiều việc ha một người giống như là cái uh, cuốn cách bách khoa toàn thư thì mình thấy có thể là bạn sẽ nên lựa chọn những công việc nào đó mà có thể lan tỏa ha à, một số bạn có thể là công việc giáo dục hoặc là chia sẻ dẫn dắt gì đó ở đây ừ. và mình thấy có thể là nhờ những kiến thức những kinh nghiệm bạn trải qua bạn giúp được rất là nhiều người ừ. và người ta có sự thần tượng bạn nữa ha cho nên hãy tìm kiếm một cái công việc phù hợp nhất cho bạn à, một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ Ừ, giành được thắng lợi thành công với những cái cuộc thi phỏng vấn như bạn mong muốn có thể bạn đang rất là lo lắng phiền muộn hoặc là bạn đã trải qua những giai đoạn của sự thất bại nhưng với cái cơ hội sắp tới thì có khả năng là tiềm năng sẽ mang đến cho bạn ăn thua là bạn phải uh, um, giải phóng bản thân của mình ra khỏi những cái suy nghĩ miên man lo lắng phiền muộn thì mọi thứ tốt đẹp nó mới đến với bạn ha À, một vài bạn thì có khả năng là các bạn đã có công việc rồi thì sắp tới các bạn có sự nâng cấp hơn, được thăng chức lên một vị trí cao hơn hoặc là công việc của bạn nó được đón nhận hoặc là có một sự gọi là trở nên nó mở rộng, nó phát triển hơn. À, còn bạn nào mà sức khỏe không tốt thì mình thấy có thể là vũ trụ sẽ mang đến cho bạn ha? hoặc là có những cái người họ chỉ dẫn hoặc là có thể là bạn tìm kiếm thông tin thì bạn gặp được um, một cái người chữa lành hoàn toàn có thể giúp đỡ cho bạn hỗ trợ cho cái sức khỏe của bạn nó trở nên cân bằng hồi phục tốt ha ừ. hoặc là tự bạn ha bạn có thể tìm kiếm uh, những cái kiến thức nào đó để có thể uh, có một cái chế độ dinh dưỡng một chế độ nghỉ ngơi phù hợp để uh, nâng cao cái thể chất của bạn À, mình thấy có thể là các bạn tụ hai các bạn là những người rất là hợp với những công việc liên quan đến à, à, kiến thức liên quan đến chữa lành liên quan đến truyền cảm hứng liên quan đến à, cái sự gọi là diễn thuyết dẫn dắt ha à, hỗ trợ người khác á. Ừ. hoặc là giáo dục vân vân ở đây cái thiên thần muốn nói với bạn rằng á, gần đây thì có thể là cuộc sống của bạn nó rất là ồn ào ha và bạn cần trốn một cái nơi yên tĩnh tự nhiên thì đã đến lúc bạn ở một mình trong thiên nhiên dù chỉ là một trong trong một cái thời gian ngắn thôi à, thì bạn được khuyến khích là hãy có một cái sự cho phép chăm bản thân mình chăm sóc linh hồn của bạn theo cái sự đơn giản à, chỉ cần bạn lên kế hoạch cho cái sự gọi là để tâm trí của mình à, bình yên ha trong cái khu vực thiên nhiên cây cối xung quanh cuộc sống của bạn á. À, lưu ý đến những cảm xúc suy nghĩ của bạn và viết ra nó ha và sau một thời gian hãy nói với các thiên thần xung quanh bạn và hãy cầu xin các ngài làm sạch cơ thể và hào quang của bạn bất kỳ khỏi những cái căng thẳng nào mà bạn có thể đã hấp thụ. Và sau đó thiền định và cầu nguyện về những mong muốn và ý định của bạn. Và những lời cầu nguyện được khuếch đại bởi sức mạnh của thiên nhiên và bạn sẽ cảm thấy rất là sảng khoái khi mà bạn gọi là uh, trở về cuộc sống bình thường. Uhm. Hãy cầu xin các thiên thần để giúp cho bạn có một cái viễn cảnh tích cực hơn. À. và các bạn cần thiết nên uống nước nhiều trong giai đoạn này ha các bạn có thể hơi bị khô khan cổ họng đó ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi uh, những cái sự thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lắp đầy uh, sớm nhất và đây trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền ha. Là những người có sự gọi là tập trung vào cái điều mà bạn ước muốn. Ừ. Và ở đây mình thấy bạn là một người có khả năng tạo ra cái nguồn tài chính cao đó. Ừ. À, cuộc sống của bạn đang trải qua giai đoạn của một cái sự kết thúc một cái điều gì đó. hoặc một vài bạn có thể là bạn đang trải qua giai đoạn của sự thất thoát tiền bạc ha. Ừ. Các bạn là những người đang rất là mong muốn có một cái sự thay đổi tốt đẹp hơn. Các bạn có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn hoặc là bạn có sự dư giả đủ đầy về mặt tiền tài hơn, ừ. thoải mái hơn và mình thấy ở đây có thể là bạn cũng là một người có sự nhiệt tình cũng là một người rất là thích chia sẻ hỗ trợ cho đi cân bằng ha và có thể là mình thấy các bạn cũng rất là hy vọng có được một cái chuyện tình yêu thật là đẹp thật là lãng mạn à, mình thấy là bạn là một người có khả năng kiến tạo mọi thứ nếu như bạn có sự tập trung và quyết tâm cũng như à, cầu xin ơn trên hỗ trợ và biết cách gọi là sắp xếp à, phân định hoặc là có sự gọi là quản lý phân bổ cái sức lực của bạn, sự khéo léo của bạn cho cái điều bạn ước muốn thì bạn có khả năng làm được và có một ước mơ gì đó của bạn sẽ được trở thành sự thật ha và những cái sự kết thúc trong cuộc sống của bạn để giúp cho bạn có sự rõ ràng ha, tỉnh táo và bạn có thể gọi là bước sang cái giai đoạn của sự thay da đổi thịt mở mang kiến thức và phát triển bản thân của mình một cách mạnh mẽ nhất để mình xem coi À, những sự thiếu thốn nào của bạn sẽ được vũ trụ lắp đầy sớm nhất và ở đây mình thấy có thể một cái người mang năng lượng nam ha một người có khả năng làm ra tài chính vững vàng ha một người có sự gọi là um, kiên định và có một cái sự khôn ngoan thấu đáo chi tiết thì mình thấy có thể là cái người này họ sẽ là một cái người hỗ trợ cho bạn uh, giúp đỡ cho bạn trong cái công việc sự nghiệp hoặc là cái người cộng tác cộng sự rất là um, hữu ích cho bạn kiểu vậy ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có được những cái sự gọi là hạnh phúc ha à, gần gũi có sự cái dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu của bạn ừ. và mình thấy có thể là các bạn sẽ có được cái sự phong phú dồi dào trong cuộc sống của bạn nữa ừ. ở đây có thể là các một số bạn các bạn sẽ có được một cái cộng đồng thân yêu ha nói chung là bạn có sự gắn kết thân thiết với những người xung quanh bạn cộng đồng của bạn và thậm chí là cái tình yêu thương bản thân của mình rất là nhiều ừ và bạn sẽ có một cái sự gọi là tạo không gian ha, cho cái việc đầu tư vào cái nguồn năng lượng tình yêu những cái mối quan hệ chính yếu trong cuộc sống của bạn. À, một số bạn ở đây có thể là các bạn sẽ có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm với cái sự bình yên và thỏa mãn về mặt cảm xúc của bạn. À, mình thấy ở đây có thể một số bạn là các bạn có được cái uh, hôn nhân ha cuộc hôn nhân hạnh phúc nếu như bạn đang khao khát cái điều đó ừ. hoặc là bạn có được những người bạn mà bạn có thể tin tưởng được ừ. à, có được những cái mối quan hệ nó có sự gọi là bền vững lâu dài ha và mình thấy bạn có được cái sự mãn nguyện về mặt cảm xúc các bạn cảm thấy vui vẻ phấn chấn hơn hoặc là một số bạn ở đây thì có thể là um, các bạn có khả năng ừ được uh, gia đình yêu thương thậm chí các bạn là một người có khả năng nuôi dạy con cái của bạn cũng rất là tốt nữa và đây là cái thời điểm mà điều quan trọng là bạn phải tuân thủ các nguyên tắc của bạn hãy tin tưởng rằng ý kiến của bạn là đúng và thời gian sẽ chứng minh điều đó với mọi người à, đừng cho phép người khác gọi là gây ảnh hưởng hoặc là có một cái sự khiến bạn bị chợt hướng đi của bạn ha uhm. Ở đây thì bạn được khuyến khích hãy có một cái sự chân thành hoặc là đối với những người công kích hoặc là gây cho bạn cái sự phiền não thì bạn có quyền gọi là đối xử với họ một cách nhân ái bằng cách có thể là im lặng trước những cái sự khiêu khích của họ ha, trước những cái sự gọi là công kích gây khó chịu của họ đối với bạn bởi vì những người này họ không có xứng đáng để bạn có thể dành thời gian của mình uh, cho họ hoặc là nói chung là bạn nên gọi là có sự tiết kiệm cái nguồn năng lượng của bạn để tập trung cái điều bạn muốn hơn còn những người uh, những cái người gọi là tiêu cực bên ngoài thì bạn chỉ cần lờ có sự phớt lờ gọi thôi ha uh, kiểu như vậy nói chung là trong cuộc sống của bạn những gì có giá trị với bạn thì bạn tập trung vào còn những gì không giá trị thì bạn có quyền gọi là tránh xa và không thể không còn gọi là ngó đến nó nữa kiểu như vậy thôi và mình cũng không cần phải là là oán trách gì hết ha mình nên có một sự chấp nhận cuộc sống này là như vậy à, và có người tốt người xấu việc của bạn là phải có sự gọi là chọn lọc và bạn hãy yên tâm rằng sẽ có những cái tình huống có lợi cho bạn ha À, có thể là một số bạn có bạn có một cái sự hòa giải um, về những vấn đề pháp lý hoặc là các bạn sẽ có sự gọi là thắng kiện vân vân và mình thấy có thể là bạn được uh, vũ trụ giúp cho bạn có một cái sự rõ ràng hơn về cái mục tiêu của bạn um. và công bằng công lý được thực thi trong cuộc sống của bạn ha và hãy đưa ra những quyết định có sự cân nhắc kỹ lưỡng um. Ở đây thì bạn cũng được gọi là nhắc nhở là hãy có một cái sự xem xét kỹ các tài liệu trước khi bạn ký nha. Và bạn có thể học hỏi từ quá khứ của mình và tiến về phía trước ha, à, hoặc là bạn có thể là bị nó kìm hãm. Và điều này nó đúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống. À, khi mà sự gắn bó với cái quá khứ của bạn nó cản trở bạn khỏi những cái sự tiến bộ và niềm vui thì đã đến lúc bạn giải phóng quá khứ và mạnh dạn tiến lên một cái hướng đi mới thú vị hơn. Thường thì những cái thay đổi đến với cuộc sống của bạn là bạn có thể đoán trước được ha. À, mặc dù là di chuyển tiếp tục có thể là một cái sự thách thức, tuy nhiên thì vũ trụ muốn bạn biết rằng tương lai của bạn là một cái tương lai tươi sáng và kỳ diệu. Đừng chờ đợi ha, thực hiện những cái bước đầu tiên của bạn hướng tới cái hạnh phúc ngay hôm nay. Ừ. Mình thấy các bạn có những cái sự tự do, thay đổi, có những cái sự chuyển hóa mạnh mẽ ừ. trong cuộc sống của mình với những cái điều tích cực hơn, phù hợp hơn với bạn và ở đây khi mà bạn có một cái sự lập những kế hoạch cho cái nỗ lực của bạn á bạn cố gắng á thì bạn sẽ có thể có được cái sự hoàn thành xuất sắc ha um, và những gì mà bạn nỗ lực bạn sẽ có được cái thành công um. À, một số bạn ở đây thì có thể là các bạn sẽ có một cái hướng đi hoặc là các bạn sẽ có những cái cảm giác um, vui vẻ hơn phấn chấn hơn cảm thấy thoải mái hơn trong hành trình sắp tới hoặc là bạn phát triển được cái dự án cái đứa con tinh thần của bạn chẳng hạn ừ. hãy cố gắng thêm cái nét tinh tế nghệ thuật vào từng bước trên cái hành trình của bạn ha ừ. và hãy hoàn thành cái nhiệm vụ của bạn dù lớn hay nhỏ với cái niềm vui và hiểu biết rằng không gì có thể cản trở bạn được À, bạn có một cái sự gọi là nâng cao cái nguồn cảm hứng của mình à. À, một số bạn ở đây mình thấy dường như là các bạn có tin vui về con cái đó ha. có thể là bạn mong muốn có con thì vũ trụ sẽ đáp ứng cho bạn thậm chí một vài bạn là sinh đôi đó nha ừ. à, và ở đây thì có thể một số bạn các bạn có được những cái khả năng có tiền tài để bạn có thể mua sắm những cái vật dụng gọi là mang tính chất nó, nó đáp ứng cái niềm đam mê của bạn ha à, và ở đây thì có thể là các bạn sẽ có sự hòa thuận với mẹ của mình hoặc là các bạn có được cái niềm vui gắn kết với gia đình hoặc là bạn có thể có được cái khả năng mua sắm để cho cha mẹ của mình chẳng hạn có sự báo hiếu ở đây ha mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự đa tài hơn, bạn muốn gọi là phát triển những cái sự sáng tạo của mình, cái ý tưởng của mình, bạn trở nên nhiệt tình sáng tạo ha, đầy sự phấn khích và đầy sự vui tươi với những cái kế hoạch mới, cơ hội mới đến với bạn ở đây. Bạn có một cái khả năng mở rộng cái tầm nhìn của mình ha, hoặc là bạn có một cái sự gọi là thực hiện những cái bước tiếp cận nhẹ nhàng với cái kế hoạch mà bạn khát khao, bạn mong muốn có sự khai triển. À, một vài bạn các bạn muốn thực hiện một cái điều gì đó, một cái kế hoạch gì đó mà bạn đang à, bị thiếu thông tin thì bạn có thể đang rất là muốn tìm kiếm thêm thông tin ha chi tiết. Thì mình thấy ở đây có thể là bạn sẽ tìm được. À, vũ trụ sẽ mách bảo hoặc là cho bạn những à, cái thông điệp à, hoặc là đưa bạn đến những cái à, tài liệu gì đó ha phù hợp với bạn một cách ngẫu nhiên nhất. Và ở đây thì những cái à, điều à, tốt đẹp về tài chính ha à, sẽ được nảy nở trong cuộc sống của bạn và hãy biết rằng những cái kho báo tốt nhất trong cuộc sống thường mất một cái thời gian để trưởng thành ha và đừng ngừng tin tưởng khi mà à, mọi thứ có một cái sự gọi là sinh soi nảy nở ừ. các kế hoạch của bạn sẽ có một cái sự tiến triển chậm nhưng tốc độ lại nhanh hơn bạn tưởng ừ có thể là bạn cảm thấy mọi thứ nó hơi một có một sự khựng lại chậm chạp ha. À, tuy nhiên thì mọi thứ nó sẽ có một sự gọi là được vũ trụ đẩy nhanh hơn ừ, và bạn có khả năng là đạt được cái thành công sớm hơn hoặc là một vài bạn có thể là bạn cũng cần phải có sự kiên nhẫn kiên trì hơn ha. Cái vụ thu hoạch của bạn nó sẽ sớm đến và bạn sẽ thấy mình thành công như thế nào. À, và khi mà bạn đang chờ đợi cái mục tiêu của mình thành hiện thực thì bây giờ là thời điểm tốt để bạn suy ngẫm về cái tiến trình của bạn cho đến nay và lưu ý những cái cải tiến hoặc là điều chỉnh đối với cái quy trình của bạn mà bạn có thể thực hiện vào lần tới ha các bạn sẽ có những cái sự gọi là gia tăng thu nhập ha có thể đoán trước được ừ. và có một chút nghỉ ngơi cho bản thân của mình và giải phóng những cái sự lo lắng vô cớ của chính mình đi ừ. sẽ có một cái sự gọi là ổn định hơn về tài chính có nguồn tài chính đến với bạn và những gì bạn cố gắng thì sẽ có được cái kết quả xứng đáng ha à. các bạn đang được mở ra rất là nhiều cơ hội phát triển ha và việc của bạn cần phải có một cái sự tập trung xem cơ hội nào thực sự phù hợp với mình hoặc là có thể một số bạn các bạn đang rất là nhiều cái sự phân tán tư tưởng nhiều ý tưởng ha nên là bạn nên có sự tập trung chứ đừng gọi là để bản thân của mình bị xa đà vào những cái suy nghĩ rồi cuối cùng mình không thể thực hiện được và ở đây mình thấy dường như là các bạn được vũ trụ giúp cho bạn có một cái khả năng có khoảng thời gian để bạn nghỉ ngơi, chăm chút cho cái tinh thần của bạn nhiều hơn. À, có một cái sự mạnh mẽ, thành công đang đến hoặc là mình thấy có sự chúc mừng từ các thiên thần dành cho bạn sau cái giai đoạn của sự bứt phá, của sự thay đổi. Kiểu như là bạn có sự nhìn nhận về cuộc sống của mình, những gì mà mình đã trải qua, những gì mà mình đã gặp phải và có một sự muốn đổi tái sinh mới kiểu như muốn trở thành một con người mới phù hợp hơn sống tinh tấn hơn trưởng thành hơn vững vàng hơn và bắt tay vô cái uh, sự thành công cho chính mình ha, nỗ lực cho cái tương lai của mình và xác định được cái lý tưởng sống cũng như là cái mục đích sống thực sự của bạn à, thì mình thấy bạn đang có một sự mở mang và rõ ràng hơn về cái uh, cuộc sống này À, và bạn biết nhìn xa trong rộng bạn biết quan sát và bạn có những cái bước chuẩn bị kỹ lưỡng hơn à, và trong cái hành trình vũ trụ và cái thiên thần sẽ hỗ trợ nâng đỡ cũng như đem đến những cái thông điệp những cái hướng dẫn ha có thể thông qua giấc mơ hoặc là thông qua những cái người quý nhân hoặc là thông qua những cái tài liệu mà bạn sẽ bắt gặp một cách kỳ diệu. Ừ. Một số bạn ở đây thì như mình nói các bạn có những cái tổn thương trong tình cảm ha à, có những cái sự kết thúc gì đó cảm thấy thiếu thốn thì mình thấy là trong thời gian tới các bạn sẽ có được tình yêu và cái tình yêu này có thể có sự gọi là dưỡng bền chắc chắn và thậm chí là có thể tiến đến hôn nhân ha một vài bạn các bạn đang trong giai đoạn của sự yêu đương đối tượng của mình và chờ đợi có một cái sự chờ đợi khá là lâu thì có thể trong thời gian tới là cái thời gian cái thời điểm chính mùi cho cái việc đưa lên cái kế hoạch về chung một nhà ha. ra phường đăng ký kết hôn ở đây và thời điểm này thì mình thấy có thể là bạn cũng nên bảo vệ tim mạch của mình thật là tốt đừng lao tâm lao lực đừng lo quá lo lắng sợ hãi căng thẳng những điều này sẽ có khả năng khiến cho cái sức khỏe của bạn dần kém đi và ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức sống cũng như thể chất tinh thần và khiến cho bạn không thể rõ ràng hơn về cái con đường của bạn đó đừng để những cái điều tiêu cực bên ngoài nó ảnh hưởng những cái sự xáo trộn nó gây cho bạn cái sự gọi là mất cân bằng Và cẩn thận hơn trong những cái trường hợp như là bị rơi vào cái cạm bẫy hoặc là rơi vào những cái sự xa đà cám dỗ nha. Ừ. Bởi vì nếu như bạn không chọn đúng đường, chọn đúng cái hành trình của mình ha, bạn rơi vào cái những cái sự gọi là uh, tiêu cực, uh, căng thẳng rồi có sự bỏ bê bản thân của mình, có sự buông thả thì con đường của bạn nó sẽ dẫn đến những cái điều khiến cho bạn cảm thấy vô cùng gọi là hối hận, buồn bã và có sự kết thúc. Ừ và đây là thời điểm mà nên hãy có một cái sự suy xét tỉnh táo cho cái hành trình cái con đường sắp tới của bạn cuộc sống của bạn trong thời gian tới và như mình nói những bạn nào mà phát triển dự án hợp tác làm ăn kinh doanh với ai đó thì nên ký uh, ký cẩn thận ha xem trước giấy tờ hồ sơ hoặc là chọn đối tượng phù hợp để, uh, để hợp tác nếu không thì sẽ có một cái sự bút xa gạch chết hoặc là gặp phải những người uh, chỉ biết lợi dụng tình cảm hoặc lợi dụng cái mối thâm tình để có thể lừa đảo bạn đó đừng vội vàng hấp tấp gì hết con đường của bạn sẽ thành công nhưng mà bạn còn phải có một cái sự chuẩn bị thấu đáo cẩn trọng và làm việc chăm chỉ thì mình thấy sự thiếu thốn về tình cảm sẽ được lấp đầy nè và sự thiếu thốn về tài chính sẽ được lấp đầy hoặc là cái sự thiếu thốn về cái cơ hội công việc bạn sẽ tìm được ừ. sẽ có những cuộc gọi những thông báo đến với bạn ở đây ừ. và mình thấy uh, một số bạn các bạn sẽ có những cái sự hạnh phúc với gia đình người thân của bạn nữa ừ. bạn có lá 10 ly ha hài hòa và có những cái sự gắn kết những sự cộng tác những sự hợp tác có với những cái đối tượng có chất lượng hơn ăn thua là cái cách bạn chọn nữa đó bài này cũng uh, liên quan đến cái việc bạn nên có một cái uh, sự tin tưởng vào trực giác của mình hoặc là tin tưởng vào cái khả năng dự đoán của bạn và lên kế hoạch chi tiết bạn nên làm gì ở biết tiếp theo ha phải thực hiện như thế nào Còn bao nhiêu thời gian hay gì đó kiên nhẫn thì bạn sẽ nắm vững được cái um, sự dồi dào thịnh dưỡng cũng như cái uh, sự phát triển của mình bạn là một người có khả năng kiến tạo mọi thứ ăn thua cái suy nghĩ của bạn nó hướng về đâu khi mà bạn gọi là tiêu cực thì có thể là bạn không có sự tin tưởng vào cái điều tốt đẹp sẽ đến với mình và những cái điều tốt đẹp đó sẽ không được chuyển đến cho bạn ừ. và giai đoạn này mình thấy dường như bạn sẽ có một sự áp dụng áp dụng cái luật hấp dẫn nó rất là mạnh mẽ nó có thể năng sẽ trở thành hiện thực đó cho nên bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng ha, trong những cái vấn đề suy nghĩ ở đây và đồng thời luôn sống chính trực ngay thẳng và công bằng có trách nhiệm. Ừ thì gieo nhân nào gặp quả đó ha ở đây trong cái vấn đề tình cảm thì có thể là một số bạn nữ các bạn sẽ gặp được một cái đối tượng mà cái người này họ có một cái sự chủ động mạnh mẽ à, họ có công ăn việc làm ổn định có sự tập trung vào tài chính và có sự gọi là chi tiết tỉ mỉ và kỹ lưỡng ha à, một người đang trên hành trình phát triển cuộc sống của mình và nỗ lực rất là nhiều và có thể là họ cũng có cái sự dư dả về tài chính nhưng mà họ cũng uh, cố gắng kiếm thêm tiền bạc chứ họ không có một sự ngủ quên trong chiến thắng ha và cái đối tượng nam thì các bạn có thể gặp được một cái người mang năng lượng nữ cũng có một cái sự rất là hợp với bạn tâm đầu ý hợp và các bạn có thể là có sự thấu hiểu à, người này thì có thể là họ có sự năng động ha à, và trẻ trung cũng như là phấn chấn hoặc là trẻ hơn tuổi ừ. tuy nhiên thì có thể là người này họ có một cái sự đảm đang có sự tháo vát có sự yêu thương gia đình và đồng thời có sự yêu thương cân bằng và rất là yêu thiên nhiên cây cỏ ừ, ở đây người này mình thấy có thể là họ là một người um, dưỡng phu ích tử á. Ừ, thì có thể hai bạn rất là hợp nhau thậm chí có một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây ừ, có thể là các bạn sẽ gặp được đối tượng mới hoặc là bạn nào đang yêu nhau gặp phải cái đối tượng như thế này thì có thể sắp tới tình yêu của bạn có sự thăng hoa ừ, cho sự hạnh phúc hơn và mình thấy cái thông điệp mà kết hôn dành cho những bạn nào mà các bạn đã đến cái độ tuổi chín mùi của việc gọi là tiến đến kết hôn ha ừ. thì mình thấy là như vậy chứ uh, cái nguồn năng lượng của những người kết hôn ở đây mình thấy cái nguồn năng lượng uh, trưởng thành rồi đứng đắn rồi và vững vàng rồi ừ. Ừ. còn những bạn trẻ còn nhỏ ha mới uh, gọi là um, tập tành hoặc là chuẩn bị đi làm thì mình thấy có thể là cơ hội của bạn đó là những cơ hội công việc à. còn cái vấn đề tài chính mình thấy dường như là có thể là bạn cần phải kiên nhẫn hơn bởi vì có thể là các bạn cần phải phát triển bản thân mình trước nâng tầm bản thân mình trước thì bạn mới có được cái kết quả thuận lợi ha nâng cấp được cái tài chính của bạn bởi vì cái lá liên quan đến tiền bạc thì nó liên quan đến kỳ sĩ tiền nè hoặc là liên quan đến mỹ tiền cho nên là bạn cần phải hành động cần phải chăm chỉ và nó cần phải có thời gian ha mới có một cái sự xanh sôi nảy nở và phát triển được ở đây thì có thể là các bạn có một cái sự thu hút trẻ em trong giai đoạn sắp tới có thể là như mình nói là những bạn nào các bạn mong con là, là có thể là một cái thông điệp khẳng định là bạn sẽ có được cái đứa con mà bạn khát khao mong chờ ha hoặc là cái công việc của các bạn có sự liên quan đến uh, với trẻ ha liên quan đến trẻ em ừ. à, bạn bị thu hút bởi sự trung thực tiếng cười và sự hồn nhiên của uh, trẻ em thì theo nhiều cách ha chúng thu hút và chữa lành cái đứa trẻ bên trong của chính bạn nữa ừ. và có thể là bạn cảm thấy có một cái tiếng gọi bên trong để cải thiện cuộc sống của trẻ em và bạn có cái điều gọi là muốn tiến hành để có thể hỗ trợ những đứa trẻ trong cuộc sống của mình và hãy vui vẻ với những cái người trẻ này ha những đứa trẻ này ừ. Đồng thời có thể là bạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những lời khuyên, những sự hỗ trợ cho những người trẻ tuổi hoặc là những cái giúp đỡ cho những cái đứa trẻ để là tham gia những cái câu lạc bộ, những cái tổ chức từ thiện ha, giúp cho trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội để học hành, để phát triển cuộc sống của nó. và có thể là những cái sự trẻ trung của bạn hoặc là những cái sự đam mê những cái sự sáng tạo của bạn sẽ mang bạn đến được những cái cơ hội giúp cho bạn thể hiện được cái tài năng và sở thích của bạn ha và bạn chính là một phước lành cho trẻ em ở khắp mọi nơi đó ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn